Chào cả nhà. Nay mình mua được một bó mía với mấy cái đồ để nấu nước mát đó các bạn. Thì ở đây mình gồm có mấy cái cọng trắng trắng này là rễ chanh nè các bạn. Rồi ở đây là mía lau. Rồi cái cọng này là lá dứa. Lá dứa thì dễ dễ biết rồi. Còn mấy cái cọng tím tím đây nè các bạn. Đây là lá thuốc dồi ha. Lá thuốc dồi. Rồi mã đề. Mã đề là cọng này. Ở đây mình có là lá thuốc dồi, mã đề, mía lau, rễ chanh. Còn cái này này không biết là cái gì, cái này mình không biết tên. Đó, nói chung là người ta cho để nấu nước mát cho mát đó các bạn. Thì ngoài ra ở đây mình có mua được nửa ký củ năng các bạn ơi. Củ năng ngon quá, chắc ngon quá. Cái chợ chỗ mình á là có mỗi một cái củ này bị hư củ này. Mỗi một người bán thôi á các bạn, mình đi trễ một cái là không có mua được củ năng luôn á. Mình mới vừa cắn ra nè các bạn, mình cắn thử nè, ngọt quá chừng luôn. Trắng ngon quá. Ngọt quá trời. Mình nấu nước mát uống á, mình có cái củ năng này vô á nó ngon mà nó ngọt lắm. Đám con nhà mình dân xã mình á là nấu nước mát uống là phải có củ năng á. Cho nó nấu mát không có củ năng họ biến uống lắm. Có củ năng mới xiên uống. Giờ để mình đi rửa, mình gọt cái vỏ củ năng bỏ vô nấu nồi nước mát. Mấy bữa gài trời hầm quá cả nhà ơi. Các bạn ơi, bây giờ củ năng nè, rồi mía lau nè, rồi lá thuốc dồi, rễ chanh rồi mình rửa sạch sẽ hết mấy nước rồi đó các bạn. Ha, củ năng mình cũng vạt đầu vạt đuôi hết rồi nè. Rồi thả vô đây nấu. Ha. Rồi bây giờ mình nấu cái nồi nước mát này để lửa riu riu nhỏ nhỏ đó các bạn, chắc khoảng 2 giờ đồng hồ đi. Nấu lâu như vậy nó tốt hơn là mình nấu nó nhanh quá nghe, nấu lâu như vậy cho nó ra nước củ năng này kia kia nọ nữa ha. Các bạn ơi, ở đây mình có một mớ đường khoèn không chỉ đó các bạn. Đường khoèn này ngon quá nè, nó ngọt hạt ha. Rồi mình bỏ vô đây luôn cho nó ngon, nó ngọt thanh cái nước lắm ha. Có mía lau và có đường phèn không chỉ nữa, rồi củ năng nữa, trời ơi, là hấp dẫn lắm á. Nước mát này uống nó mát lắm á các bạn. Trời ấm gầy nó hầm quá, mình nấu cái này mình uống nó mát. Rồi để mình đậy nắp lại nha các bạn. Mình để lửa riu riu. Bây giờ ban đầu thì mình cứ để lửa mạnh đi cho bắt đầu nó sôi, cái nước nó sôi xong rồi cái mình giảm cái lửa nó nhỏ lên, nó riu riu thôi nha các bạn ha. Rồi để khoảng 2 tiếng đồng hồ đi ha, cho nó lâu lâu vậy tốt. Rồi để chút nữa xong rồi mình gót cái lim chia sẻ với các bạn. Uống mát lắm các bạn ơi. Sôi quá rồi cả nhà ơi. Nãy giờ cũng 2 giờ đồng hồ rồi đó, chắc được rồi đó. Chút mình nó nguội cái mình múc cái lim chia sẻ cho các bạn xem. Vậy là cũng được rồi đó các bạn ơi. Củ năng cũng ấy nè, chín rồi nè, mềm rồi nè. Nãy giờ mình dặn lớn lửa xong cái nước bắt đầu sôi, cái mình dặn cho nhỏ lửa ra tới giờ á. Được rồi đó các bạn, giờ mình tắt bếp đó. Các bạn ơi, nước mát mình cũng nguội, mình múc ra đi uống cho nó mát các nha các bạn ơi. Cái này là cái nguyên liệu để mình nấu nước mát nè các bạn ha. Thì cái ly này uống được rồi, do cái lá thuốc dồi là cái này nè, nó ra cái màu đỏ đỏ ra, mình nấu nước mát ra màu đỏ gì đó mà nấu cái nước nó phải đục vậy nó mới ngon ha. Cái mía này mình đem theo, thí dụ mình thích mình gặm chơi. Ở trong này mình có củ năng nè các bạn. Củ năng này mình cắt đầu mình cắt đầu cắt đuôi rồi, nếu mà mình ăn nó dễ lắm. Mình thích nhai vỏ này, vỏ nhà ấy thì mình lột cái vỏ, cái này dễ lắm ha. Mình đã
cắt đầu cắt đuôi rồi các bạn chỉ việc cạp cạp cái là nó bung ra, dễ, rất là dễ ăn luôn ha. Còn các bạn thích gọt luôn thì gọt, nhưng mà tôi để cái vỏ như vậy thì nấu cho nó mát á ha. Thì giống như cái này nè, cái này là gãy chanh nè, người ta cũng bỏ vô để nấu cho nó mát vậy đó. Cách nấu cũng đơn giản nữa, mà ở nhà mình nấu mình không có bỏ cái gì vô nãy, không có bỏ hóa học, không có bỏ cái gì hết, chỉ là những cái rau củ rồi trong này có ít đường phèn thôi chứ ngoài ra không có gì. Cái lá xanh xanh này là mã đề, cái đỏ đỏ này là lá thuốc dòi, còn này là mía lau, rồi đây là lá dứa. Đúng ra thì có rau bắp với lại cái ngò già nữa đó mới đủ cái nguyên liệu nó, nhưng mà tại vì chợ này nó không có cái đó thì mình chịu thôi, người ta bán cái gì thì mình mua cái đó thôi ha. Rồi mình chia sẻ cái cách mà để mà nấu cái nồi nước mát uống để giải nhiệt trong cái mùa hè mà nóng nực nha. Ôi có củ năng ngon quá cả nhà ơi ha. Cái này mình vừa uống nước cái mình vừa nhâm nhi củ năng nữa, nó ngon lắm á ha. Ly nào mình cũng chia đều ra hết rồi. Còn cái mía này là mình đem theo để chút nữa mình nhăn nhăn chơi cho vui nè ha, mình gặm gặm chơi cho vui. Rồi mình chia sẻ cái cách mà nấu cái nồi nước mía lau á với mã đề rồi lá thuốc dồi này kia để uống cho nó, để giải nhiệt trong mùa hè đó. Đến đây mình kết thúc đó các bạn ha. Chào, hẹn gặp lại các bạn ở những video sau.